Thế giới hoàn mỹ. Tác giả: Thành Đông. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like. Cảm ơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17. Chương 51: Lại thấy ánh mặt trời. Đây là một không gian kỳ lạ, có ánh sáng lờ mờ, giống như cảnh tượng Lê Dân từ phía đông vừa thấy được bầu trời màu trắng bạc lúc bình minh, hơn nữa còn có từng đợt sương mù lượn lờ. Đây là nơi nào? Người của Thạch Thôn đều không biết mình đang ở đâu, tất cả đều ngẩn ra, làm sao tự nhiên lại rời khỏi đại hoang, ra khỏi dãy núi đó. Nhất Tiền nhìn trái nhìn phải, ở ngoài Thạch Thôn sương mù lượn lờ, giống như một thế giới hỗn độn, có một loại khí tức xa xôi mà hoang vắng ập vào mặt. Đi về phía trước, không mất bao lâu liền sẽ bị lạc đường. Đầu thôn, cây liễu to lớn cắm rễ ở trên đất, vỏ thân cây cháy đen bị nứt ra, cành liễu non duy nhất kia không còn xanh biếc như lúc trước nữa, mà đã hơi mất đi ánh sáng. Những gì ở trước mắt khiến thôn dân hơi lo sợ không yên, thú triều trào dân ở trong thương mạng sơn mạch, bọn họ đột nhiên lại thoát khỏi nơi đó. Mà đây rốt cuộc là đâu? Tất cả mọi người đều đứng ở trước cây liễu, thành tâm cầu khẩn. Liệu thần thi triển vô thượng đại pháp để chúng ta tránh được một tai họa lớn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong mở miệng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy sớm đã bị kinh động, xuất quan trước thời hạn. Hiện tại ở đâu cũng không quan trọng, tất cả bọn họ đều còn sống cả, đây mới là kết quả tốt nhất. Không cần hốt hoảng, chúng ta đã tích trữ rất nhiều thịt khô, quả hạch và lúa hoang, đủ để chúng ta sống qua mấy tháng, lão tộc trưởng nói. Không sai, chúng ta yên tâm chờ đợi, có liệu thần bảo vệ, sẽ không có nguy cơ gì đâu, Thạch Lâm Hổ phụ đạo. Mấy người chủ sự đều trước sau mở miệng, để thôn nhân bình tĩnh lại, không còn lo lắng, tất cả mọi người đều bắt đầu làm việc đâu ra đấy, nghiền xay lúa hoang, thu thập thịt khô ở trên nóc nhà. Thoáng cái đã qua 2 tháng, Nhất Tỳ đã 4 tuổi rồi, tóc đã dài tới vai, đôi mắt to như hắc bạo thạch càng thêm có thần, nó lớn lên rất dễ thương, mặc dù nó thoạt nhìn giống như một em bé bằng sứ, nhưng sức mạnh vô cùng, nhảy một cái là 30-40 mét, trở thành đệ nhất cao thủ của Thạch Thôn. Nhất Tỳ, sao lại ngẩn ra vậy? Có phải là muốn uống sữa thú không? Nhanh đến đây, ở đây có một bát này. Nhất Tỳ ôm hai chân, ngồi xuất thần dưới cây liễu, nghe vậy liền nhanh chóng đứng lên, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, la hét, ở đâu thế? Ha ha, quả thật là muốn uống sữa thú, những ngày này không đi ra ngoài, miệng nhạt nhẽo, thực sự là buồn chán lắm rồi chứ gì? Một đám trẻ lớn đều bật cười. Nhất Tỳ quýnh lên, giải thích, đâu có, để chỉ tùy miệng hỏi thôi mà. Bọn trẻ cười lớn, nhóc thò là mũi xanh nghĩ ra ý xấu, nhỏ giọng nói, nhà Lâm Hổ Thúc vừa sinh một con hổ con, Nhất Tỳ mày, nếu thực sự thèm. Lượn sang chỗ khác, Nhất Tỳ vội vàng ngắt lời nó, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm nhóc thò là mũi xanh hơn mình có mấy tháng tuổi, nhưng bụng lại rất xấu xa này. Quân tử dùng mồm không dùng tay, nhóc thò là mũi xanh lau nước mũi một cái, nhanh chóng bỏ chạy. Răng rắc. Đột nhiên, bầu trời nứt ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tan đi màn sương mờ, cả không gian thoáng cái đều sáng sủa hơn rất nhiều. A, lại thấy ánh mặt trời rồi, bọn trẻ hét lớn, tất cả đều lộ vẻ mừng rỡ. Người lớn cũng bị kinh động, tất cả đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, ai ai cũng rất kích động, bị vây ở chỗ này hơn 2 tháng, cơ thể của họ cũng sắp rỉ rồi. Răng rắc. Giống như một cái bình ngọc bị vỡ, vùng không gian này rung mạnh một hồi, sau đó lấp lóe không ngừng, cuối cùng ầm một tiếng, màn sương lờ mờ biến mất hoàn toàn, không còn thấy hỗn độn nữa. Ánh sáng chiếu xuống, mặt trời rất lớn, treo cao ở trên trời, mặc dù rất chói mắt, nhưng mọi người lại rất hưng phấn, không ngừng ngẩng đầu lên nhìn, lớn tiếng hoan hô, bọn họ đã thoát khốn rồi, lại một lần nữa xuất hiện ở trên đại địa. Bọn trẻ không thể chờ được nữa, ba oa hét lớn, xông ra khỏi làng, tham lam hết lấy hết, để không khí trong lành có mang theo mùi thảo mộc, vừa nhảy vừa chạy. Ấy, không đúng nha, đây không phải là khu rừng ở ngoài thôn chúng ta, Nhị Mảnh ngẩn ra, mắt thấy đây căn bản không giống với vùng núi mà mình đã thấy từ nhỏ. Một con sông chạy qua trước làng, thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên, vảy vàng ở trên người lấp loe ánh sáng, dâng lên từng đợt bọt sóng. Ở không xa còn có một cái hồ, xanh biếc trong veo, một đám chim lớn lông cánh rất đẹp đang nhàn nhã bước đi, con nào cũng dài hơn 2 mét, chạy xuôi hào quang,
Còn có một đám độc giác thú, lấp lánh ánh sáng bạc, đang uống nước ở bên hồ. Phong cảnh thật là đẹp, bọn trẻ sau khi giật mình đều cảm thấy ngạc nhiên. Người lớn cũng trợn mắt há mồm, thoát khỏi không gian kỳ lạ. Những gì ở trước mắt hoàn toàn không giống với núi rừng ở ngoài thôn mà họ đã quen thuộc mấy chục năm nay. Không ngờ lại tới một nơi đẹp đẽ như thế này. Chim chiếc, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh xông tới, vô cùng hưng phấn, chảy nước miếng nhìn những con cá lớn trong nước. Hiện tại bọn nó đã dài khoảng 3,5 mét. Qua 3 tháng đầu thì tốc độ sinh trưởng từ từ chậm lại. Thanh Lân Ưng xuất hiện, vỗ đôi cánh bạc to lớn, sóng nước xông lên trên bờ. 7-8 con cá lớn vảy vàng đang nhảy ở trên bờ sông, con nào cũng nặng 10 mấy cân. Kỳ lạ nhất chính là bên miệng bọn nó lại mọc 2 cái râu rồng, óng ánh trong sáng, phát ra mùi thơm. 3 con chim non nhanh chóng xông lên hưởng thụ món ngon. Thạch Vân Phong giật mình, nhanh chóng bước tới, ôm lấy một con cá lớn, lật qua lật lại để nhịn, kinh ngạc nói, thật sự là long tu ngư sao, còn là loại vảy vàng phẩm chất cực tốt nữa, đây chính là đồ tốt, có ẩn chứa linh tính, nếu ăn thường xuyên có thể tăng sức mạnh, cường gân tráng cốt, đối với bọn trẻ rất có tác dụng. Bọn trẻ nghe thấy thế liền lập tức kêu lớn, xông về bên hồ. Loại cá này rất ít thấy, giàu linh tính, ở ngoại giới có giá rất cao, nhưng ở trong cái hồ này lại có rất nhiều, đủ để cho cả làng ăn thường xuyên. Tộc trưởng ông xem này, bọn chim lớn ở bên hồ không phải là ngũ sắc kê có danh hiệu tiểu loan điểu hay sao? Cha của Nhị Mạnh kích động, chỉ về phía trước. Lúc trước hắn ở trong núi đã từng nhìn thấy một con từ rất xa, nhưng lại không thể bắt được. Rất giống, đúng là nó, Thạch Vân Phong mở to mắt, tử tế phân biệt, nháy mắt liền động dung. Ngũ sắc kê, bộ lông rực rỡ vô cùng đẹp mắt, sinh trưởng giống như loan điểu. Mỗi một con đều dài hơn 2 mét, là một loại thuốc bổ cốt khó có được. Nếu ngã gãy xương hay bị thương ở gân, chỉ cần đun một nồi ngũ sắc kê, rồi ăn cả thịt lẫn xương, lại uống thêm chút nước canh, thì sẽ có công hiệu thần kỳ, rất nhanh sẽ liền xương. Thạch Vân Phong lấy lại tinh thần, nghiêm túc dặn dò, ở đây có một đàn lớn sinh sống, không được hành động lỗ mãng, đừng bắt giết tùy tiện. Chờ lúc cần luyện dược ta sẽ bảo, không thể làm bọn nó sợ. Phải để bọn nó sống quanh năm ở bên hồ. Một đám tráng hán đều gật đầu đáp ứng, bởi vì ánh mắt của họ không có nằm trên người ngũ sắc kê. Tinh thần không yên, ai cũng đang nhìn chăm chăm độc giác thú ở bên khác, đang ngựa quý lấp lánh ánh sáng bạc đó, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng động lòng. Sinh sống ở trong đại sơn, tất cả đàn ông mạnh mẽ đều hy vọng có một con ngựa quý ngày đi vạn dặm. Đây là sở thích và ước mà chỉ đàn ông mới có. Độc giác thú là do lân mã biến dị sản sinh, vô cùng ít, mà ở đây lại có nguyên một đàn, không dưới 50-60 con, tự nhiên, khiến cho một đám trai tráng đều đỏ mắt, chỉ là họ biết, đây cũng coi như là hung thú, rất khó chọc. Cứ từ từ, sớm muộn cũng sẽ bắt mấy con, đừng làm bọn nó sợ, chỉ cần sống quanh năm ở trên vùng đất phì như này, thì sớm muộn sẽ thuộc về chúng ta thôi, Thạch Phi Giao nhỏ giọng nói. Cảnh tượng ở ngoài thôn thay đổi rất lớn. Trải qua sự kinh hãi lúc ban đầu xong, thôn nhân đều không còn cảm thấy mất mát nữa, bởi vì địa phương này quá tốt, mỗi chung quanh thôi đã có rất nhiều sinh vật hiếm có, là một vùng đất quý đẹp đẽ. Nhóc Tì ngây ngẩn xuất thần, nhìn đám long tu ngư người đầy vảy vàng đang nhảy lên ở trong hồ, còn có mấy chục con độc giác thú ở bên hồ, nó vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, một cái hồ rất là lớn, chim chóc so với bọn tiểu loan điểu này còn rực rỡ hơn, lớn hơn nhiều, có quý tộc đi săn. Nhìn thấy bộ dạng của nó, nếp nhăn trên mặt tộc trưởng Thạch Vân Phong rung lên, kể cả là mấy người Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao cũng biến sắc, không còn nhìn chăm chăm độc giác thú nữa. Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ lắm, nhóc Tì buồn bã, nhỏ giọng nói, một mình ngồi ở bên hồ, ôm hai chân, mà thất thần. Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao nhìn nhau một cái, không dám nói gì nhiều. Tộc trưởng Gia Gia, bọn họ rốt cuộc có còn tại thế hay không vậy? Cháu thật sự rất nhớ họ. Nhóc Tì đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đầy hơi nước, nghiêm túc hỏi. Đây là lần đầu tiên nó hỏi trực tiếp như vậy. Thạch Vân Phong nghĩ lại chuyện năm đó, tâm tình phức tạp. Ông ấy ngồi xổm xuống, dùng bàn tay thô ráp vuốt ve đầu của nhóc Tì, không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên, một tia điện đỏ xẹt qua, vô cùng rực rỡ, thoáng cái nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như xuất hiện một đám mây lớn. Một con chim đỏ như lửa, toàn thân trong suốt, chỉ to bằng bàn tay từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng đầu xuống trước cây liễu ở đầu thôn. A, Tiểu Hồng,
Nhóc tỳ liền đứng lên, nhanh chóng xông tới. Con chim tước này toàn thân đỏ đậm, sau khi rơi xuống tất cả thần hy đều thu lại, lông đỏ trở nên ảm đạm, một vết thương đáng sợ đâm xuyên bụng và ngực, gần như chém đứt người nó. Ngoài ra ở trên đầu nó còn có mấy cái lỗ, suýt nữa xuyên thấu vào xương sọ. Con chim tước toàn thân màu đỏ đậm này rất thê thảm, thương thế cực nặng, trong những vết thương đó mơ hồ có ký hiệu đáng sợ lấp lóe, vẫn đang phá hủy sinh cơ của nó. Tiểu Hồng, mày làm sao vậy? Nhóc tỳ nhẹ giọng hỏi. Con chim tước ở trên đất có đôi mắt không phải màu đỏ, trắng đen rõ ràng, giống như bảo thạch, trừng mắt lườm nhóc tỳ một cái. Loại u ám và tức giận đó khiến nó cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Chương 52, chim tước đỏ như lửa. Tiểu Hồng, mày đang đau à? Nhịn nửa ngày, nhóc tỳ chỉ thốt được ra một câu như vậy. Con chim tước toàn thân đỏ như lửa mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn nó, dáng vẻ rất là bực bội. Từ trên trời có một con chim tước màu đỏ rơi xuống làm bọn trẻ đều ngẩn người, lẽ nào đây chính là con chim nhỏ mà nhóc tỳ vẫn luôn nhớ mãi không quên, con có một lần từng đuổi theo nó ra khỏi làng đấy sao? Nhưng, người chân chính hiểu rõ một số điểm, như tộc trưởng, con có mấy ông lão tuổi tác rất lớn đều đờ ra, mà đám Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao lại càng lông tóc dựng đứng, không dám động đậy, sợ chọc giận con chim tước đỏ đó. Bọn họ đã từng nhìn thấy từ xa một con chim nhỏ đỏ như lửa đại chiến ở trong thương mãng sơn mạch, thiêu rụi nửa bầu trời, loại cảnh tượng đó quá đáng sợ, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên. Hiện tại, lúc con tước đỏ này lại từ trên trời rơi xuống đã nhuộm đỏ cả chân trời, giống như là ráng chiều buông xuống, không cần phải liên tưởng nhiều cũng đã khiến người ta da đầu tê dại, đây chắc chắn là con sinh linh chí cường kia rồi. Cháu mau tới đây, Thạch Vân Phong nhỏ giọng, sợ làm con chim đỏ tức giận, gọi nhóc tỳ quay trở lại. Gia gia, không sao đâu, cháu biết Tiểu Hồng lợi hại, nhưng cháu không cảm thấy sát khí, nó không địch ý đối với Thạch thôn ta, nhóc tỳ chớp chớp đôi mắt to giải thích. Con tước đỏ nằm sấp trên đất, trợn tròn mắt, há mồm phun ra một luồng ánh sáng yếu ớt, rơi ở trên một tảng đá lớn. Phập một tiếng, một làn khói xanh bốc lên, cả tảng đá đều bị nung chảy, trở thành một bãi dung nham chảy trên mặt đất, nóng bỏng vô cùng, khiến mặt người ta phát đau. Mọi người sợ hãi, đây chỉ là một luồng hào quang nhỏ nhoi mà thôi, không phải ngọn lửa chân chính, mà đã có sức nóng đáng sợ như thế này rồi. Liên tưởng đến những gì nhìn thấy lúc trước, lửa lớn ngập trời mãi không dứt, thiêu đốt phải đúng nửa tháng, đó là thần uy cỡ nào nữa đây. Mọi người toát mồ hôi thay cho nhóc tỳ, mấy người Thạch Phi Giao cẩn thận đi tới, muốn kéo nó đi. Tiểu Hồng đừng tức giận, mày xem mày đã bốc khói ở cả trên đầu rồi đây này, cẩn thận bộ lông đẹp đẽ của mày, rụng đi, thì thật là quá đáng tiếc, nhóc tỳ nói. Một nhóm lông ở trên đầu tước đỏ có hào quang lập lòe, cọng nào cũng dựng đứng lên, hiển nhiên là nó rất phẫn nộ, nhưng một lúc sau nó lại bình tĩnh lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn chăm chăm nhóc tỳ mãi không thôi. Gia gia xem này, Tiểu Hồng rất tốt bụng, không nổi giận nữa rồi, nhóc tỳ vui sướng nở nụ cười, rất ngọt ngào, mà cũng rất đơn thuần, nó rất muốn ôm lấy con chim đỏ này. Con tước đỏ rực vỗ vỗ cánh một lúc, khó khăn đứng dậy, vết thương giữa ngực và bụng nó lấp lóe ký hiệu, không ngừng phá hủy sinh cơ của nó. Mày tới tìm Liễu Thần đúng không? Lần trước mày tới đã rơi ở trên thân cây, lần này muốn Liễu Thần giúp mày trị thương đúng không? Nhóc tỳ hỏi. Hừ, bị một thằng bé nhìn trúng tâm tư, tước đỏ rất bất mãn, phát ra một tiếng hừ trong trẻo, không để ý đến nó nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía cây liễu kia. Cây liễu to lớn đã cháy đen yên lặng, cành liễu ảm đạm đang đung đưa theo gió kia lúc này cũng im lặng, mà rủ xuống, dần dần phát ra hào quang màu xanh. Con chim đỏ khẽ kêu, khó khăn đi về phía trước mấy bước, đón lấy cành liễu xanh non, để lộ ra vết thương của mình, và ẩn đi một chút ánh lửa cuối cùng đó. Ở trên cành, một giọt nước trong suốt xuất hiện, giống như một hạt ngọc lộ, phát ra hào quang, hơn nữa, còn có từng làn hương thơm lan tỏa, khiến người của Thạch thôn đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Cành liễu rủ xuống, chồi non chạm phải con tước đỏ, giọt nước trong suốt rơi xuống, ẩn vào trong vết thương đáng sợ đó, lập tức làm cho chỗ đó bùng lên ngọn lửa hừng hực, ký hiệu lập lòe không ngừng, con chim đỏ khẽ kêu, cơ thể rung lên, dường như rất đau đớn, đang chịu đựng một cách khó khăn. Cành liễu phất nhẹ, liên tục xuất hiện mấy giọt nước lăn ở trên chồi non, giọt nào cũng trong suốt óng ánh như thể tiên châu, ánh sáng lung linh đầy màu sắc, hơn nữa, còn có mùi thơm ập vào mũi. Lúc mấy giọt nước này rơi xuống, ký hiệu đó liền biến mất,
vết thương xuyên qua bụng ngực liền khép lại hoàn toàn, sự đau đớn của chim đỏ nhỏ giống như thoáng cái liền giảm nhẹ đi nhiều. Sau đó, cái chồi non lấp lánh ráng xanh rủ xuống đầu nó, giọt nước trong suốt rơi xuống, mấy cái lỗ ở trên đầu tước đỏ cũng từ từ biến mất. Tới lúc này tất cả vết thương trên người nó hoàn toàn bị trừ khử. Ánh lửa lấp lóe một hồi, toàn thân của chim đỏ nhỏ có xích quang bay lượn, cả người đều sáng lạng, chói chang tới mức người ta không thể mở hổi hai mắt. Thần hy vô tận đang quay vòng, khiến nó thoạt nhìn xinh đẹp lóa mắt, khác hoàn toàn so với ban nãy. Thôn nhân kinh hãi, con tước chỉ to bằng bàn tay lại phát ra thần uy ngập trời, lúc này giống như đang đối mặt thiên thần thượng cổ. Mọi người suýt nữa sủi lơ ra đất, còn may cây liễu tỏa ra quần sáng, triệt tiêu loại thiên uy này. Về phần ở gần đó, ví dụ như bên hồ, những con ngũ sắc kê, độc giác thú kia đều giống như lễ thánh, hướng về chỗ này, mà dập đầu, không ngừng quỳ lễ. Con tước nhỏ tâm tình rất vui vẻ, thích thú kêu lên mấy tiếng, ẩn đi thần uy, nhảy nhót ở tại chỗ, hướng cây liễu phát ra giọng nói trong trẻo, ta nợ ngươi một ân tình rất lớn, xem tại truyenphu.vn. Cây liễu cháy đen không có tiếng động nào, cành liễu xanh biếc đung đưa, chỉ về phía tất cả thôn nhân. Con tước vẻ mặt hồng hào, mất hết vẻ uể oải, lông toàn thân óng ánh trong suốt, nó trở nên dồi dào sức mạnh, đã khôi phục nguyên khí. Kêu một tiếng, một chiếc lông đỏ rơi xuống từ trên người nó, chạy xuôi hào quang như tia điện, vô cùng thần dị, xích một tiếng cắm ở trên một tảng đá. Các ngươi giữ lấy, nếu có người tìm phiền toái, thì cứ lấy ra cho chúng xem. Giọng nói của nó vô cùng êm tai, trong trẻo, như ngọc châu đang rơi, hiển nhiên là nó đang đưa tín vật. Nhưng mà, sau khi chiếc lông cắm vào đá, tảng đá liền tan chảy, biến thành một bãi dung nham, hào quang đỏ rực chảy xuôi, chất lỏng sụp sôi, diện tích nhanh chóng được khuếch đại. Mọi người lùi lại, loại nhiệt độ này quá cao. Con tước đỏ ngẩn ra, nhìn mọi người một cái, sau đó há mồm hít một phát, trên chiếc lông đỏ hừng hực ánh quang, lóe lên dữ dội, từng luồng thần hy bay lên, ẩn vào trong miệng của nó. Nó lấy thần tính đi, chỉ để lại một chiếc lông đỏ rực đẹp mắt, sau đó quay sang gật đầu với cây liễu, rồi bay lên trời. Tiểu Hồng, sau này tới chơi thường xuyên nha, nhóc tì đứng ở đầu thôn, dùng sức giơ tay lên vẫy. Con tước đỏ lảo đảo ở lưng chừng trời, suýt nữa rơi xuống, quay đầu lại lườm nó một cái, sau đó toàn thân phát ra hào quang, đầu cũng không ngoảnh lại liền xông về nơi xa. Cất kỹ chiếc lông này, tộc trưởng Thạch Vân Phong trịnh trọng nói, một chiếc lông ngắn liên quan tới rất nhiều thứ, không ai sẽ coi nó là một chiếc lông bình thường. Rất lâu sau chỗ này mới bình tĩnh trở lại, thôn nhân bắt đầu đi làm quen hoàn cảnh nơi đây. Bọn trẻ kêu oa oa, chạy đuổi ở trên bờ hồ xinh đẹp với thảm cỏ xanh êm ái như tấm đệm, đang thương lượng câu lông tu ngư như thế nào, dùng để sau này cường gân tráng cốt. Bọn nó càng lúc càng khát vọng thực lực. Tiểu loan điểu lông cánh tươi đẹp, dài 2 mét, nhàn nhã bơi vào trong hồ, căn bản không sợ bọn trẻ này. Còn mấy con độc giác thú kia, thì trừ việc hơi cảnh giác với đám đàn ông trưởng thành ra cũng không thèm để ý đến bọn trẻ. Sau khi bình tĩnh lại, nhóc tì lại một mình ngồi ở bên hồ, ôm lấy hai chân, lại bắt đầu ngẩn ra, đôi mắt to nhìn vào làn nước xanh trong hồ, rất lâu cũng không có cử động. Cháu lại đang nghĩ gì thế? Thạch Vân Phong đi tới, cũng ngồi trên thảm cỏ xanh ở bên hồ. Gia Gia, đã đến lúc ông nên nói cho cháu biết rồi. Tiểu Thạch Hạo quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo. Được rồi, ông sẽ kể cho cháu nghe tất cả những gì mình biết. Tộc trưởng gật đầu, Thạch Hạo sớm thông minh, không nên coi nó như một đứa trẻ vô tri. Gió mát thổi tới, không khí trong lành mang theo mùi thơm nồng của thảo mộc và mùi bùn đất. Trong hồ thỉnh thoảng có cá lớn màu vàng nhảy lên, thoạt nhìn tường hòa, mà lại yên tĩnh. Thạch thôn của chúng ta dường như có lai lịch rất lớn, rất kinh người. Chỉ là đến bản thân chúng ta cũng đã quên mất rồi, còn mỗi mấy chữ truyền từ đời tổ tiên đến nay mà thôi. Thạch Vân Phong nói nhỏ. Thạch tộc truyền thừa lâu đời, theo những gì mà các vị tộc lão trước đây nói, có thể ngược dòng về thời kỳ thượng cổ. Chỉ là ở trong năm tháng dài dòng, tất cả đều có thể phai nhạt đi, đến bản thân thôn nhân cũng không còn tin những lời đồn đó nữa. Thật là lâu đời nha, Tiểu Thạch Hạo kinh ngạc. Tộc trưởng khẽ thở dài một tiếng, nói, rất nhiều việc đến bản thân chúng ta cũng đã quên mất rồi, truyền thừa sớm đã bị cắt đứt. Mãi cho tới một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ tìm tới đây, đề cập tới những việc này, chúng ta mới biết được những gì mà các vị tộc lão nói có thể là sự thật. Tiểu Thạch Hạo mở to mắt, nó biết đó có thể chính là cha mẹ của nó. Bọn họ trông như thế nào vậy?
thôn nhân rất tốt với nó, nhưng người nào cũng có cha mẹ, chỉ mỗi mình nó là mồ côi. Nó mặc dù rất thoải mái lạc quan, nhưng sâu trong cõi lòng vẫn còn có một chút mềm yếu, vô cùng khát vọng. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, người đàn ông cũng rất anh tuấn, nhưng lại hơi có vẻ bệnh, tộc trưởng nói như sự thật. Nhóc Tì nắm chặt tay, mắt ta lấp lánh, có một loại vui mừng cũng như chờ mong, ngẩng mặt lên nói, Gia Gia mau nói tiếp đi. Bọn họ tới từ một cổ quốc, nói Thạch Thôn là tổ địa của bộ tộc bọn họ, mặc dù bọn họ vô cùng huy hoàng, nhưng sớm đã không thể tìm thấy tổ địa. Bộ tộc đó mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì tổ huấn, không thể tùy ý quay lại tổ địa, để tránh dẫn kẻ thù tới đây. Vì vậy sau năm tháng dằn dặt sớm đã không tìm được đường về. Làm như vậy là vì giữ lại một chút hương hỏa, để cho huyết mạch truyền thừa không bị đứt đoạn, vạn nhất bộ tộc huy hoàng đó bị tiêu diệt, thì ở đây vẫn có thể kéo dài, mãi mãi là một vùng tịnh thổ. Nhánh được giữ lại năm đó cũng rất mạnh, nhưng bởi vì nguyên nhân như vậy mà Thạch Thôn từ từ xuống dốc, tới bây giờ sớm đã không còn phương pháp tu hành nữa. Năm đó đôi vợ chồng trẻ ấy vô tình tìm được đường về tổ địa cho nên mới tới đây. Đôi vợ chồng đó vô cùng mạnh mẽ, đi ngang qua đại hoang, đạp qua cương vực vô tận, cuối cùng cũng tới nơi này. Chỉ là bọn họ đã phải thất vọng, Thạch Thôn căn bản không có thịnh vượng như trong tưởng tượng, sớm đã mất đi uy thế thời thượng cổ. Lúc đó, cháu được bọn họ ôm ở trong lòng, thoạt nhìn rất yếu ớt, mới chỉ được mấy tháng tuổi, nhưng họ lại nói cháu đã một tuổi rồi. Nhóc Tì mở to mắt, nghiêm túc lắng nghe, lúc này, bọn trẻ cũng đã chạy tới, không nói tiếng nào ngồi xuống mặt đất, tò mò lắng nghe. Tình hình cơ thể của cháu rất gay go, đã xảy ra sự thoái hóa nghiêm trọng, họ nói, coi cháu như một đứa bé mấy tháng tuổi mà nuôi nấng là được rồi, nếu thực sự không sống nổi cũng sẽ không trách chúng ta. Tộc trưởng thở dài, vuốt ve đầu của Nhóc Tì, đến ông ấy cũng không ngờ, một đứa bé yếu ớt như vậy lại có thể sống được, hơn nữa còn là thiên túng kỳ tài. Nhóc Tì thần tình hoảng hốt, trong lòng hiện lên một đám sương mù mơ hồ, trẻ em nhỏ như vậy không nên nhớ tới cảnh tượng lúc một tuổi, nhưng tiềm thức của nó lại khắc quá sâu việc này, để lại dấu ấn. Bọn họ, người thân, đã thành toàn tiểu ca ca, cháu. Trong thoáng chốc, Nhóc Tì giống như nhìn thấy thứ gì đó, nhịn không được, mà đau lòng rơi lệ, nước mắt dọc theo má chảy xuống. Chương 53, Tự Cường. Nó thấy được một hình ảnh mơ hồ, không có sự ấm áp, mà chỉ có sự lạnh lùng, tuy rằng rất gián đoạn, nhưng cũng khiến nó rây rứt. Nó cố gắng muốn nhìn thật rõ, nhưng như có một luồng sương mù lao tới che phủ, không còn có thể thấy gì nữa. Khi đó nó vẫn quá nhỏ, nó không thể lưu giữ ký ức rõ ràng được, những thứ kia chỉ là mảnh vỡ sâu trong tiềm thức vì tâm tình đang kích động mà chợt hiện ra. Nhóc con đừng khóc nè, các thôn nhân đều là người thân của cháu, ở đây cũng là nhà của cháu, mà phải không? Bàn tay thô ráp của Thạch Vân Phong Vương tới lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của nó. Nhóc Tì đừng khóc, tụi tôi đều là anh em của cậu, đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa. Đám con nít bỗng chốc đã rầm rập chạy tới. Tiểu Thạch Hạo chùi chùi nước mắt, rồi nói, Gia Gia, ông hãy nói tiếp đi. Sau đó cũng không có gì nữa đâu, cha mẹ cháu cũng không nói gì nữa, Thạch Vân Phong kể lại chuyện năm xưa. Đôi vợ chồng kia chăm sóc Thạch Hạo ở thôn được mấy tháng, sau đó biết rõ nó sẽ sống sót liền rời khỏi. Lúc đó Nhóc Tì xem như cũng được một tuổi mấy tháng, thế nhưng do ốm yếu mà chỉ như mới nửa tuổi. Bọn họ không muốn cháu nữa. Tiểu Thạch Hạo lại lã chả nước mắt, đôi mắt to ngưng ngấn sương. Không đâu, Thạch Vân Phong lắc đầu, nói, bọn họ chính, vì không nỡ bỏ rơi cháu mới không thể không bỏ đi, bọn họ muốn tìm thánh dược để trị tận gốc bệnh tình của cháu. Bì Hầu gãi gãi đầu nói lý nhí, khi đó tôi cũng còn nhỏ, nhưng có chút ấn tượng, vị thúc thúc kia rất oai hùng, nhưng mặt mang vẻ bệnh tật, mà A Di kia thì chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi cũng còn nhớ mang máng đó. Nhóc Tì lúc được nửa tuổi mất đi cha mẹ, đúng là lúc đó họ biến đâu mất tiêu rồi, Thạch Đại Tráng gật gù nói. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng lão tộc trưởng vẫn nhớ rõ ràng, đôi vợ chồng kia, khi ra đi gương mặt vẫn đượm đầy vẻ không nỡ cùng buồn bã. Lão nói, cháu là đứa con duy nhất của bọn họ. Bọn họ nói rằng, dù có chết cũng không thể nhìn cháu đau yếu như thế này. Nước mắt từ khóe mi tuôn trào, Tiểu Thạch Hạo kêu lên, cha, mẹ, các người đang ở đâu? Sau khi nói ra sự tình năm đó, trong lòng lão tộc trưởng như trút đi gánh nặng, đôi vợ chồng năm đó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng họ cũng không đề cập nhiều về quốc gia cổ kia,
thế nên có nhiều thứ cũng không rõ ràng được. Vợ chồng hai người nọ muốn đi hái thánh dược, đương nhiên họ phải đặt chân lên cổ địa nguyên thủy cực kỳ nguy hiểm, như là thần sơn thái cổ, là nơi trú ẩn của chân hống. Nếu như tìm được chắc chắn còn phải tranh chấp với di chủng thái cổ. Liệu thần ơi ngài có thể giúp cháu được không? Giúp cháu nhìn rõ được sâu trong tiềm thức đi. Khi chỉ còn có một mình, tiểu thạch hạo ngơ ngác đứng dưới tán cây thủ thỉ, ánh mắt rất khát vọng. Ta sắp ngủ một thời gian dài, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, huyết khí mạnh hơn chút nữa, phải tới 1-2 năm nữa, thật khiến người ta giật mình. Cây liễu đã đáp lại nhóc tì. Được, nhóc tì tròn xoe mắt, hy vọng tràn ngập trong lòng. Nó nắm chặt hai tay, nó sẽ không đau buồn nữa. Nó phải biết tình trạng cơ thể của mình, sau đó còn phải tìm hiểu cha mẹ đi đâu. Đây chính là những mục tiêu một đứa bé quyết tâm phải thực hiện. Thôn nhân dần nhận thấy vùng đất này rất thích hợp để định cư. Ở đây không có ác thú hung tàn, mà rừng núi xa xa kia lại có rất nhiều thú để săn. Tuy cũng có hung cầm mãnh thú, nhưng đối phó không khó. Ở hồ nước ở gần thôn, cá nào cũng có, đặc biệt là long tu ngư chính là một loại bổ dược cực kỳ quý giá. Mỗi một tộc nhân đều ngoác mồm cười to không khép lại được. Ngày đó, bọn Tử Sơn Nhất Mạch, Lôi tộc, trực hệ bộ lạc Kim Lang cũng làm gì có chuyện ngày nào cũng được ăn trân ngư dị chủng xa xỉ đến mức như thế này. Long tu ngư, cá râu rồng. Phải đi ra ngoài nhìn một chút xem nơi đây là chỗ nào, cách dãy núi Thương Mãn bao xa, nơi chúng ta định cư có hình thù như thế nào, Thạch Lâm Hổ nói. A Thúc, để cháu đi cho, cháu với Thanh Lân Ưng Đại Thẩm sẽ dò xét thật tỉ mỉ. Nhóc tì bò lên lưng Thanh Lân Ưng dưới ánh mắt ao ước ngưỡng mộ của đám con nít, hai cánh chim màu bạc dương ra, rồi chợt tiếng gió rít vút lên, người và chim cùng lướt thẳng tắp lên không trung chui vào giữa mây trời. Hung cầm rất mẫn cảm với phương hướng, nó lượn trên không trung chỉ một vòng đã nhắm được một hướng chính xác mà bay tới, nó như là một tia chớp màu bạc lướt đi cực nhanh. A, chuyện gì xảy ra vậy? Những ngọn núi, dòng sông này sao lại tan hoang hết thế này? Tiểu Thạch Hạo giật mình. Nó cùng Thanh Đại Thẩm mới bay đi mới có mấy trăm dặm đã thấy sự kỳ dị dưới mặt đất. Đại địa đứt gãy, tử khí nặng nề, núi sông đều bị đứt đoạn, sự sống mất sạch. Bay sâu tích nữa vào trong, nó thấy quang cảnh nhà tan cửa nát, từng tòa cự thành bị phá hủy thành những phế tích khổng lồ, vết máu loang lổ mà không còn thi thể nào. Đã vào sâu đến mấy ngàn dặm thế mà bọn họ không thấy được một bóng người, chỉ còn vương lại máu khô, rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt. Cả một vùng cương thổ mênh mông đã thành tử địa. Thật là một dấu chân khổng lồ. Khi ở trên trời cao ngang cùng mây trắng, nếu nhìn xuống đại địa có thể thấy một dấu chân dẫm một dải núi đổ nát, nhiều ngọn núi cũng không ra hình thù rồi. Nhóc tì kinh ngạc, một sinh linh lớn đến cỡ nào nha? Bọn họ tiếp tục bay về phía trước, thấy được mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu đen ngòm, to lớn vô cùng, thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì rõ ràng là dấu móng vuốt. Nơi này bị một con hung cầm vung móng vuốt cào qua. Con ác điệu kia thật là, Tiểu Thạch Hạo ngơ ngác sợ sệt. Thanh Lân Ưng thì đã run run, linh hồn nó đang kêu lên sợ hãi, kính nể với con sinh linh chí tôn kia, bọn chúng đều là giống chim, nhưng chênh lệch quá lớn rồi. Lại bay xa về một phương trời, vùng bình địa này kéo dài đến mấy ngàn dặm hoang vu không dứt, toàn bộ sông núi đều bị nóng chảy, cả một vùng như đang sôi ùng ục. Ở đây không lẽ là Tiểu Hồng đánh nhau gây ra chứ? Nhóc tì thì thầm tự hỏi. Trí tuệ Thanh Lân Ưng rất cao, nó lượn lờ một vòng quanh chiến trường này một lúc đã cảm nhận được một tia chiến ý chí cường, nó như cảm ngộ được gì đó, đặc biệt là vết tích hai con chim từng chiến đấu có trợ giúp với nó rất lớn. Thanh Đại Thẩm ơi, sau này nếu bọn Tử Vân Đại Bằng bay được thì chúng ta dắt bọn nó đến đây cảm ngộ nha, nhóc tì nói. Một tiếng hót vang vọng như lời đáp lại của Thanh Lân Ưng, nó thưởng thức sự thông tuệ cùng am hiểu không ngờ của nhóc tì. Lại bay tiếp về phía trước, dãy núi vô tận bị tàn phá, tất cả đều là tự dưng bị bình định ngang ngược, mấy ngàn tòa núi nguy nga bị đứt cuộc một mảng, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Thời gian qua hơn nửa ngày, sau khi đã bay một chặng đường dài, thì Thanh Lân Ưng cùng nhóc tì mới quay đầu vòng về, bọn họ cũng không đi xa, để phòng ngừa bất trắc. Vì vùng đất chết sau chiến tranh cũng ẩn chứa những sự nguy hiểm không lường được. Mặt trời xuống núi cũng là lúc cả người cùng chim trở về, Thanh Lân Ưng bay một chặng đường xa xôi cả một ngày trời, dù cho có là hậu duệ ma cầm thái cổ cũng phải mệt mỏi. A, Thanh Lân Ưng Đại Thẩm đã về rồi, một đám con nít lao ra reo hò. Nhóc con cháu phát hiện được gì rồi, ở đây là ở đâu, cách Thương Mãn bao xa, Thạch Phi Giao hỏi dồn, một đống người cũng vây lại.
các vị tộc lão cũng đến đông đủ, thôn nhân rất quan tâm đến vấn đề này. Thật sự không biết được cách thương mãn bao xa, cháu đoán tối thiểu cũng phải hơn 50.000 dặm đó, còn đại địa thì bị đánh nứt, sông núi tan nát. Nhóc tì nói hết những cảnh nhìn thấy trên đường đi, mọi người nghe thế đều hoảng sợ. Đúng là một trận đại họa kinh khủng, chẳng trách Liệu Thần dẫn Thạch Thôn chúng ta đi khỏi đó, tộc trưởng than thở, lão biết rõ, nếu như không, có cây liễu thì Thạch Thôn xong rồi, hoàn toàn thành bình địa, không một ai đừng hòng sống sót, mảnh đại địa kia là minh chứng cho tất cả. Nửa tháng tiếp theo, nhóc tì thỉnh thoảng ra ngoài cùng Thanh Lân Ưng, có khi đi mất đến mấy ngày cuối cùng cũng tìm hiểu tình huống được thật rõ ràng. Tộc trưởng Gia Gia, mấy ngàn dặm dãy núi Thương Mãn đã hoàn toàn đổ nát rồi, nhà cũ của chúng ta không thể tìm được nữa, nhóc tì nói một tin, khiến ai cũng đờ ra. Trong phạm vi 100.000 dặm, mọi sinh linh đều bị diệt, đến cả những mảnh thú cùng ác điệu phô thiên cái địa kia cũng mất tâm không biết đâu rồi, đó thể sinh linh chí tôn đã nuốt chửng chúng. Cương vực 100.000 dặm đã thành một vùng tử địa, không một con sinh linh nào còn sống, toàn bộ đã bị diệt tuyệt. Hay cho một trường kiếp nạn khủng khiếp, các tộc quần, lãnh địa vương hầu mạnh mẽ cỡ như Lưu tộc, Tử Sơn, La Phù Đại Trạch, bộ lạc Kim Lan thế mà biến mất rồi. Bọn họ cũng có đến mấy ngàn vạn nhân khẩu a, có tộc lão cảm thán, thổn thức. Tuy rằng từng đối địch, từng xảy ra chuyện không vui, thế nhưng cùng đứng trước thảm họa này, thì ân oán kia tính là cái gì? Số lượng nhân khẩu các đại tộc gộp lại có thể tính bằng trăm triệu nha. Vậy mà chết hết rồi, đây là một hồi đại kiếp nạn kinh thiên. Phải mạnh mẽ lên. Chúng ta phải mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ quê hương. Đám nhóc con hô to, thảm họa như thế kinh sợ từng trái tim nhỏ xíu run rẩy, thế nhưng cũng kích thích đấu chí từ sâu trong con tim bọn chúng, cả bọn huyên náo hẳn lên đòi phải càng mạnh hơn nữa. Đúng đúng, chúng ta bây giờ phải trỗi dậy, phải nỗ lực luyện quốc văn, phạm vi 100.000 dặm bây giờ đã thành không có gì, chúng ta có thể xây dựng cả một quốc gia đó nha. Một đứa nhóc hơi lớn chút nói. Lá gan không nhỏ a, thế nhưng khó lắm. Những quốc gia cổ kia có thể truyền thừa nối tiếp từ thượng cổ đến giờ, hoàn toàn có khả năng do thần linh cổ lão của bọn họ còn sống, hơn nữa tự quốc gia cũng rất mạnh mẽ. Tùy tiện một vị thần tử, gia tướng cũng đủ làm gọi cỡ như bộ tộc Kim Lan, La Phù Đại Trạch rồi, quốc gia cổ vẫn luôn trường tồn từ thượng cổ. Đến nay có cấp độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng nổi, tộc trưởng than thở. Sao phải sợ, chúng ta còn có Liệu Thần, chúng ta khi trưởng thành cũng rất mạnh nha. Lại còn có nhóc tì bây giờ có tư chất có thể đấu được với một con chân hống non. Chả nhẽ như đó tương lai còn không đủ đánh bại một quốc gia to thật to sao. Cả đám nhóc đều không phục cân cổ cãi lại, nắm tay siết chặt. Tốt, ta xem các ngươi khai sáng huy hoàng thế nào. Theo như lời các tộc lão quá cố đã nói, vào thời kỳ thượng cổ bộ tộc chúng ta từng cực kỳ mạnh mẽ, đã từng có thần linh cổ lão phù hộ, lại còn có thể quyết chiến cùng hung thú thái cổ chân chính. Ta cũng hy vọng các con có thể tái hiện huy hoàng, khiến cho vùng tổ địa chúng ta danh chấn mảnh đại vực này. Thạch Vân Phong nói rồi lại sờ đầu lũ nhóc con này, lão thuận theo cổ vũ chúng nam nhi phải tự cường, phải có một lý tưởng cao cả. Thời gian tiếp theo, đám nhóc Thạch Thôn đều rất nỗ lực hăng hái, quyết tâm tiến bộ, bọn chúng khổ tu quốc văn, rèn luyện huyết khí, đứa nào đứa nấy đều cường tráng như một đám hung thú. Vùng đất mới này rất được thiên nhiên ưu đãi, ngoại trừ Long Tu Ngư, thì thôn nhân còn phát hiện có cả long cân xà, tuy là giống rắn cực hung, nhưng người có thể bắt được, gân của nó rất trân quý. Hầm nhừ rồi ăn sẽ cường tráng gân cốt người, nó là một bảo dược hiếm thấy. Long cân xà, rắn gân rồng. Không chỉ đám nhóc trưởng thành rất nhanh, mà các người lớn cũng được lợi không ít, ai cũng mạnh đến nỗi xài không hết. Thời gian thấm thoát qua đi, loáng một cái, đã được một năm, nếu như tính theo tuổi bây giờ, thì nhóc tì đã được 5 tuổi một chút. Còn nếu tính thêm tuổi thực năm đó của nó, tính mấy tháng tuổi nó mất đi hồi nhỏ, thì hiện tại nhóc tì đã được 6 tuổi. Cháu đã 6 tuổi, lại có thể nâng cự thạch đến 30.000 cân. Liệu Thần ơi, chừng nào ngài mới tỉnh dậy? Nhóc tì đứng trước cây liệu thọ thẻ, một năm đã trôi qua nó càng cao lên một ít, mắt to hấp hay ánh trí tuệ, da dẻ trắng trẻo xinh xắn, càng ngày càng lộ ra khí chất thanh tú. Chíp chíp, từ giữa trời cao vang vọng đến tiếng chim hót. Đám Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh lớn không nhanh lắm, thân thể bây giờ đã dài 4 mét, thế nhưng bọn chúng đã có thể tung cánh phá không trung, nhào lượn trên tầng mây, tốc độ chúng cực nhanh. Đừng hấp tấp, tao sẽ đi thăm hộ di tích chiến trường với chúng mày ngay đây. Thạch Hạo phất phất tay,
Sau đó nó đột nhiên dậm chân một cái bật nhảy lên trời cao, nhẹ nhàng đáp lên lưng của Tử Vân. Vù vù. Cuồng phong rít một trận, nháy mắt bọn chúng đã tích tắp nơi chân trời xa, lao về phía mảnh đại địa xa xăm, vẫn còn vương tử khí nặng nề kia. Đó vẫn là một vùng sông núi đỏ nát, đại địa đất gãy, núi cao lẫm chẩm, khung cảnh hoang vu không gì sánh nổi, không có một chút tiếng động nào. Lần này chúng ta sẽ đi hướng khác, đi hướng Tây nhé. Sau khi đã thâm nhập chiến trường, Thạch Hạo chỉ tay về phía một dãy núi đã đứt đoạn ở hướng Tây. Gió thét vù vù, bọn chúng lao đi cực kỳ nhanh, chốc lát chúng đã đặt chân lên vùng núi đổ nát này, tỉ mỉ xem xét dấu ấn còn sót lại ở chiến trường. Chíp chíp, Tiểu Thanh kêu to lao về hướng một thung lũng, thân nó hiện lên từng đoạn vàng sáng óng ánh. Nó với Đại Bằng, sau khi ăn thịt toan nghê cũng đã biến dị. Ô, đây không phải là thung lũng, chỗ này là một hồ nước, thế nhưng từ trận đại chiến kinh thiên động địa kia đã khô cạn rồi, Tiểu Thạch Hạo kinh ngạc. Đột nhiên Tử Vân kêu to, ra hiệu rằng ở dưới kia có sinh vật sống. Đại Bằng toàn thân tỏa hào quang vàng nhạt lao xuống một đoạn gần rồi đi vòng quanh xem xét. Đó là sinh vật gì vậy? Nhóc Tì giật mình. Ở dưới đáy cái hồ lớn đã khô cạn này có một sinh linh đang nằm đó, khắp người nó bị phủ đất cát, không chút động đậy, nhìn trông như bị lấp ở đây đã rất nhiều năm. Nếu không phải có con mắt sáng kia thì thật khiến người ta nghĩ rằng nó đã chết rồi. À, là một con khỉ, chỉ dài có một thước của, sao nó lại có đến ba cái tay vậy? Thạch Hạo giật mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ Bảo Hưng Official các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.